Thưa quý vị, mới đây thì Thị trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết Bộ đã phân tích và đánh giá tác động của việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với chỉ số giá tiêu dùng. Theo dự thảo, thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng sẽ tăng thêm 1.000 đồng một lít, từ 3.000 đồng lên 4.000 đồng. Đối với một số loại như dầu, than cũng đề xuất tăng. Nếu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 thì việc điều chỉnh này sẽ tác động lên chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 so với tháng 6 là khoảng 0,27 tới 0,29% và tác động CPI bình quân của năm 2018 khoảng 0,11 tới 0,15%. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cho biết, việc điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường xuất phát trên cơ sở nghị quyết của Bộ Chính trị để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, trong đó nhấn mạnh quá trình cắt giảm thuế trong đó nhấn mạnh quá trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo các hiệp định thương mại tự do và xóa bỏ thuế quan đối với nhiều mặt hàng. Vì vậy, việc tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ giúp thực hiện mục tiêu sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả và góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường như xăng E5, xăng E10, dầu diesel D5, D10.